Chào tất cả anh em nha. Thì cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Viền. Thì Viền chúc cho anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc cũng như là học tập luôn nha. Thì tiêu đề video hôm nay Viền sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mở khóa trình tạo mã, còn gọi là xác thực hai yếu tố như thế này. Ok, thì trước khi mà anh em muốn mở được cái trình tạo mã xác thực hai yếu tố này thì trước hết anh em hãy căn cho mình căn cước công dân hoặc là bằng lái xe. Thì khi mà anh em có giấy tờ này rồi thì anh em phải lưu ý một phần này nữa: họ và tên, ngày tháng năm sinh trong Facebook nó phải trùng với lại giấy tờ của mình, thì khi mà anh em gửi lên Facebook nó mới chấp nhận, nó sẽ gửi về cho mình một đường link liên kết để mình truy cập vào tài khoản. Còn những cái tài khoản anh em nào mà không trùng thì Facebook nó sẽ không chấp nhận nha. Khi anh em gửi lên thì Facebook nó sẽ báo cho mình là chúng tôi không thể xác nhận danh tính. Thì đối với những cái tài khoản nào anh em không trùng thông tin với lại giấy tờ thì cứ liên hệ vào cho Viền nha. Bên Viền có nhận hỗ trợ mở những cái tài khoản mà không trùng thông tin với lại giấy tờ, nhưng mà yêu cầu anh em phải nhớ được cái ngày tháng năm sinh trong Facebook. Okay. Thì trước khi vào giao, mọi người cho Viền xin giới thiệu sơ qua. Thì bên Viền có nhận tăng like, tăng follow, mở khóa, bảo mật, ok tài khoản Facebook, chạy quảng cáo. Thì ngoài ra bên Viền cũng có nhận lên tích xanh nha. Anh em nào cần thì cứ nhắn tin qua số Zalo của Viền. Số Zalo của Viền là 0398776610. Thì cái số Zalo này Viền có để bên góc trên nha. Anh em nào cần thì cứ nhắn tin qua số Zalo của Viền. Thì hiện tại trên màn hình mọi người đang thấy Viền đang có một con app đang bị dính gọi là xác thực hai yếu tố. Cái này là bị dính ứng dụng xác thực nha. Ok, thì khi mọi người đăng nhập vào nó bị dính như thế này. Mọi người hãy bấm cho mình là thử cách khác. Rồi ở trong màn hình đây, bên dưới lại cái chữ màu xanh khôi phục tài khoản. Thì những cái tài khoản mà nó hiện ra cái dòng khôi phục tài khoản là những cái tài khoản đó anh em mới mở được nha, mới gửi giấy xác minh được. Còn những cái tài khoản mà không có cái dòng khôi phục tài khoản là cái tài khoản đó không có form. Không có form có nghĩa là nó không cho mình gửi giấy tờ thân, gọi là không form. Thì những cái tài khoản đó rất là khó mở nha. Trường hợp mà có tốt á thì mới mở được thôi, còn không có tốt đó thì những cái tài khoản đa số những cái tài khoản nó không bao giờ mở được. Ok, thì mọi người bấm cho mình vô cái phần là khôi phục tài khoản, rồi mọi người bấm cho mình là tiếp nha. Rồi ở đây mọi người hãy chuẩn bị cho mình một cái gmail trắng là gmail chưa có liên kết với lại Facebook nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thêm gmail vào nha, sau mọi người bấm cho mình là xác nhận. Rồi nó sẽ gửi mã về Gmail, mọi người vào Gmail lên cho mình cái mã nha. Rồi anh em lấy cái mã anh em dán vào cho mình, sau anh em bấm cho mình là tiếp nha. Rồi ở đây nó sẽ hiện là hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc là chứng minh nhân dân. Thì như cái đầu video nãy mình nói á, mọi người hãy chuẩn bị cho mình một cái căn cước công dân hoặc là bằng lái xe. Thì cái trường hợp này Viền hỗ trợ cho em khách thì cái tài khoản này không trùng thông tin với lại giấy tờ, nhưng mà em khách này nhớ được cái ngày tháng năm sinh. Thì ở đây Viền cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái giấy, Viền cũng đã sửa lại cái ngày tháng năm sinh rồi với lại các Facebook. Ok, thì bây giờ Viền sẽ gửi lên cho anh em xem nha. Đây mọi người chuẩn bị chọn cho mình chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép lái xe. Thì ở đây Viền sửa giấy cho khách là giấy phép lái xe, nên bây giờ Viền sẽ chọn là giấy phép lái xe nha. Rồi mọi người bấm cho mình là tải lên. Rồi mọi người bấm open, sau mọi người bấm cho mình là gửi. Rồi khi mà mọi người gửi xong nó hiện ra màn hình lại như thế này là mọi người đã gửi thành công. Thì trường hợp á mà Facebook nó phản hồi á, nếu mà tài khoản anh em nó chấp nhận thì nó sẽ phản hồi trong vòng 5 đến 15 phút thôi, hoặc là 24 hoặc là 48 giờ. Thì có những cái tài khoản á 48 giờ nó mới rep nha. Còn những cái tài khoản nào mà anh em 1-2 tiếng mà nó rep á thì tỷ lệ tập rất là cao luôn. Nếu mà nhanh á thì chỉ trong vòng 5 phút đến 15 phút là Facebook nó sẽ phản hồi cho mình. Thì khi mà Facebook nó phản hồi cho mình, khi mà nó gửi về cho mình một cái Gmail như thế này: cảm ơn bạn đã xác nhận danh tính, bạn có thể nhấp vào nút dưới đây để quay trở lại tài khoản của mình. Thì cái mail này là tài khoản Facebook,
thì cái mail này Facebook nó đã chấp nhận để cho mình vay lại tài khoản, thì mọi người chỉ cần bấm truy cập vào lại tài khoản của bạn thì mình có thể vô Facebook thôi nha. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà Facebook nó gửi về cho mình một cái email như thế này: cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi, dường như chúng tôi không thể xác nhận danh tính dựa trên giấy tờ bạn gửi, thì khi mà anh em không trùng ngày tháng năm sinh hoặc là họ tên khi anh em gửi lên, thì cái Gmail nó sẽ báo như thế này là thông tin của mình nó không trùng, đối chiếu của mình nó không có trùng. Còn khi mà anh em gửi giấy tờ lên mà nó phản hồi về một cái Gmail như thế này: rất tiếc chúng tôi không thể xác nhận danh tính của bạn dựa trên ảnh cung cấp. Thì nếu mà trường hợp mà nó gửi như thế này, mọi người hãy đọc cái phần dưới nha: hãy thử gửi giấy tờ tùy thân khác, nêu rõ tên, ảnh và ngày sinh của bạn. Thì nếu mà trường hợp mọi người gửi căn cước công dân mà nó không chấp nhận thì mọi người hãy chuyển qua bằng lái xe mọi người gửi lên nha. Anh em nào thấy video này của Huyền hay thì nhớ cho Huyền xin một like, một đăng ký kênh, nhớ là ấn vào chuông để theo dõi những cái video lần sau của Huyền nha mọi người. Bye.